Chào các bé, hôm nay chị Ong Xanh sẽ cùng các bé tìm hiểu về các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh nhé. Let's go! Letter S. Squirrel. Sóc. Snail. Ốc sên. Skunk. Chồn hôi. Soup. Canh. Star. Ngôi sao. Sun. Mặt trời. Strawberry. Dâu tây. Socks. Bít tất. Letter T. Tomato. Cà chua. Truck. Xe tải. Tiger. Con hổ. Tent. Lều trại. Teddy bear. Gấu tét đi. Tooth. Răng. Toilet paper. Giấy vệ sinh. Toothpaste. Kem đánh răng. Các từ chúng ta học hôm nay thật dễ phải không các bé? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chị Ong Xanh chào tạm biệt các bé nha.